27. Sợ tôi cướp fan của cậu nên tìm người hỗ trợ sao? Dựa vào anh, họ cũng muốn cướp fan của cậu ta sao? Nhìn cho kỹ đi, người ta đẹp trai, IQ cao, diễn xuất tốt, lưu kinh khủng, là hàng hot đẳng cấp của giới giải trí. Anh lấy gì để so với cậu ta? Đây là chiêu tân bốc cô dùng để công kích đối thủ, đừng có tưởng thật đấy. Các cậu làm gì vậy chứ? Mình gặp được đại minh tinh nên kích động quá, muốn chụp ảnh với anh ta. Nhưng tôi không chụp ảnh với fan nam. Nhưng cậu ta là bạn cô nên tôi phá lệ một lần. Nào, họ thân nhau từ khi nào thế? Vừa mới thôi. Có thể nói là vừa gặp đã thân. Cẩn Hàng, cậu và Vũ Thắng Kiệt đến võ đường nhu thuật tìm mình có việc gì không? Mình đến học nhu thuật. Cẩn Hàng, cậu chịu được không? Vận động vừa phải thì không sao. Nhưng nếu cậu thực sự lo cho mình, thì bằng cậu đích thân giải mình đi. Mình tán thành, tôi phản đối. Phản đối vô hiệu, cậu đừng ngồi nữa. Mình đích thân dạy cậu, nhưng trong quá trình tập, nếu cảm thấy có gì không ổn thì cậu nói với mình nhé. Chỗ này xin phát huy hết được khả năng. Chúng ta ra kia đi. Lát nữa đừng có xin tha nhé. Kẻ nào xin tha thì kẻ đó làm đệ. Đây là của cậu lỏng quá, để mình giúp cậu. Sao này cậu cứ thắt như thế này, tôi sẽ không bị lỏng ra nữa. Thắt lại lần nữa được không? Vừa rồi mình bị phân tâm, không chú ý nhìn. Học được rồi chứ? Vậy chúng ta sẽ bắt đầu học từ những động tác cơ bản nhất. Tôi đề nghị đổi kiểu tập đi. Đổi kiểu nào? Kiểu kia đó. Đừng có mơ. Anh không thay đồ của tôi. Đau. Đau. Đau là đúng rồi. Chúng tôi đổi động tác khác nhé. Nào, chúng ta cũng đổi động tác. Nhẹ thôi. Nhớ đừng đánh vào mặt. Người nổi tiếng kiếm cơm là nhờ vào khuôn mặt đấy. Đừng đánh vào mặt. Tôi nhận thua. Nhận thua. Nhận thế nào? Tôi làm đệ. Xin đại ca tha mạng. Giết chiều. Nắm cổ áo và cả tay áo nữa.
rồi kéo một cái chân duỗi ra thế này. Cuối cùng cũng bó được thù rồi. Anh đánh chúng tôi đồ tiểu nhân. Đây gọi là chiến lược. Cảm ơn nhé. Phan Đa Đa, sao cậu lại ở đây? Đến làm bài tập, không cần để ý mình. Cảm thấy sao hả? Có khó chịu chỗ nào không? Không. Lau mồ hôi đi. Uống nước này. Cảm ơn. Cậu nóng rồi đúng không? Quạt cho cậu chút nhé. Không cần, cậu ngồi nghỉ chút đi. Uống nước đi. Idol quá gần gũi với fan. Chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Sao chẳng phải chuyện gì tốt đẹp? Anh không ăn được nho nên chê nho chua chứ gì. Có giỏi anh cũng tìm một fan mang đến cho anh sẽ ấm áp đi. Là mảng mộ của tôi. Thì ra fan của tôi có mặt ở khắp mọi nơi. Phan Đa Đa, không phải cậu tới đây làm bài tập sau? Liên thể thăm anh ấy. Bạn Phan, ngồi đi đi. Nhìn em hơi quen quen. Không phải là người lần trước chỉ sai đường cho anh đúng không? Tòa 15 khu dân cư Minh Nguyệt. Xin hỏi tòa 15 khu dân cư Minh Nguyệt đi như thế nào? Chỉ sai đường rồi. Thì ra người đó là anh. Anh là một người rất nhiều fan. Quen từng chỉ sai đường cho anh. Nhưng anh không trách em. Em muốn ký tên không? Nói chung cũng được nữa. Sống cho tốt, đừng ảnh hưởng tới việc học của em. Em thật sự là fan của anh. Chứ không phải đối thủ cử đến đây chứ. Em là chiếc fan lý trí. Chẳng trách kiên định như thế. Em học hành rất giả thế. Sau này định làm gì? Năm sau thi đỗ đại học. Năm thứ nhất học xong tất cả các môn. Năm thứ hai nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Năm thứ ba bắt đầu nghiên cứu IELTS. Sau đó năm thứ tư chuẩn bị học thạc sĩ. Trong kế hoạch của em, tại sao lại không có sự tồn tại của người em thích? Cuộc sống của em luôn như vậy, chỉ có mỗi học hành thôi sao? Cái này là các du lịch du thuật toàn thành phố mình giành được hồi học lớp 3. Đây là cuối năm lớp 9. Sao không có của cấp 3? Lúc mình lên cấp 3, mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học nên đã bớt dành thời gian cho việc luyện nhu thuật. Kết quả học cũng chẳng được tốt, nhu thuật cũng bị rớt hạng. Quả thực mình chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Sao cậu lại nghĩ như thế? Lẽ nào không phải sao? Tất nhiên không phải. Cậu rất giỏi nhu thuật đấy thôi. Mình đúng là kiểu đầu óc vô si, tứ chi phát triển mà mọi người thường nói. Lúc mình học
mình rất dễ bị mất tập trung. Nhưng khi luyện nhu thuật, mình lại cực kỳ chuyên tâm. Người có một sở trường riêng. Sao cậu cứ dằn vặt bởi những nhược điểm của bản thân làm gì? Nếu phát hiện ra sở trường của mình rồi thì phải kiên trì với nó. Biết đâu có một ngày có chuyện bất ngờ xảy ra thì sao? Cận Hàn, sao những lời cậu nói đều có tính triết lý tới vậy chứ? Sao mình lại không nghĩ ra được? Bởi vì đó cậu đơn giản. Đừng tưởng cậu là thần tượng của mình thì mình cũng đánh cậu nhé. Cậu cũng quả làm phần cậu ta rồi sao? Tiểu Kim Cang, em đừng giúp cậu. Má phải hay má trái. Hết giờ giải lao, tiếp tục luyện tập. Ai đó? Khương Trừng, anh muốn giỡn trò với tôi? Khương Trừng, không được chạy. Nào, cẩn thận đầu đó. Mấy người đến gặp đạo diễn, tôi đã tập hướng bọn sang ảnh. Cậu đừng lo nữa, Cận Hàn sẽ không sao đâu. Đều tại mình. Cháu cậu sức khỏe không tốt, còn nhà cậu ý nhu thuật. Sao là cháu sử dụng thằng bé luyện nhu thuật sao? Cháu có biết cậu bị bệnh tim rất nặng hay không? Thằng bé không thể tham gia những môn thể thao có cường độ mạnh. Rốt cuộc cháu quý đồ gì chứ? Bệnh tim sao? Đúng rồi, trước khi Cận Hàn được phẫu thuật tim thì không thể vận động mạnh, nếu không bệnh tim sẽ tái phát, rất nguy hiểm. Cho nên cái thể dục cậu ấy mới luôn xin nghỉ. Ra là thế. Sao biết vậy, mình đã không chế nhạo cậu ta rồi. Vừa rồi bác sĩ nói tình hình lần này vô cùng nguy hiểm. Nếu lần sau xảy ra tình hình tương tự, Cận Hàn sẽ... Tốt nhất em đừng vào, bảy đang giận đấy. Không ngờ Cận Hàn lại bị bệnh tim. Đây là chuyện riêng của cậu ấy. Cậu ấy không muốn nói với người khác, nên chúng ta phải thay cậu ấy giữ bí mật.
Cảm thấy sao rồi? Con không sao. Không sao. Suýt chút nữa thì vào phòng cấp cứu rồi. Còn nói là không sao. Không sao thật mà. Đang yên, đang lành. Sao tập du thuật làm cái gì chứ? Con không biết sức khỏe của mình như thế nào sao? Con đã rất cẩn thận rồi. Cẩn thận? Cẩn thận thì sao phải vào viện? Thật không thể hiểu. Con chơi với kiểu bạn gì mà xúi dục con đi tập du thuật chứ? Để khiến con ra nông nổi này. Không liên quan tới Hạng Hạ và các bạn. Sao không liên quan tới con bé đó? Nếu không tại nó thì con có tập du thuật không? Con không tập du thuật thì bệnh tim của con có tái phát không? Sếp Hàng, không nên nói như thế. Cậu còn dám lên tiếng sao? Bảo cậu chăm sóc cậu Hàng cẩn thận. Cậu chăm sóc nó thế này sao? Chuyện này càng không liên quan tới anh Sa. Là tự con muốn đi tập nhu thuật. Cậu ta không ngăn cản con. Đây chính là sai sót của cậu ta. Sao mẹ không chịu nghe con giải thích thế? Đây mà là giải thích sao? Đây là bao biện. Không sao chứ? Con thấy khó chịu sao? Con mệt rồi. Anh Sa, anh bảo các bạn về đi. Các em về trước đi. Cận Hàng cũng ổn rồi. Các em không cần phải ở lại đâu. Dân của Kim Cang, đi. Các cậu về trước đi. Mình muốn ở lại chút. Vậy mình và Dada về trước. Có chuyện gì nhớ gọi cho mình đấy. Tạm biệt. Lời sếp Hàng nói, em đừng để bụng nhé. Bảy chỉ là quá lo cho Cận Hàng thôi, chứ không có ác ý gì với em đâu. Mẹ biết. Con không muốn mẹ trách móc bọn họ. Nhưng họ đã làm sai, cho nên chấp nhận sự chỉ trích. Thật sự mẹ hiểu lầm rồi. Sau khi bệnh tim của con tái phát, anh Sa không hề biết con đi tập nhu thuật. Con không nói với anh ấy. Cho dù anh Sa không biết, nhưng con bé kia thì sao? Là con bé đó xúi dục con đi tập nhu thuật. Đây là điều chính tai mẹ nghe thấy đấy. Chính là con bé đó. Chính là cậu ấy đã dạy con. Nhưng lúc đầu cậu ấy không định dạy con. Cậu ấy sợ con sức khỏe không chịu được. Là... là con cứ muốn chơi cùng bọn họ. Muốn học cho bằng được. Con nghỉ ngơi trước đi. Sếp Hàng, cháu xin lỗi. Là cháu không chăm sóc Cận Hàng cẩn thận. Thằng bé và cháu cũng tầm tuổi nhau. Nếu nói chăm sóc thì nên là thằng bé chăm sóc cháu mới đúng. Lúc nãy Cận Hàng nói với cô rồi. Lỗi là do nó, không trách người khác được. Cũng tại cô, không hiểu rõ ngọn ngành đã trách móc cháu. Cháu cũng có một phần trách nhiệm. Cháu nên kiên quyết không dạy cậu ấy mới đúng. Cận Hàng cũng ổn rồi. Hay là cháu cứ về trước đi. Tạm biệt cô. Con bé này là bạn cùng lớp với Cận Hàng sao? Đúng ạ. Con bé là fan trung thành của Cận Hàng. Không những là bạn cùng bàn của Cận Hàng, còn là hàng xóm nữa. Cậu liên hệ với công ty chuyển nhà đi. Mấy ngày này chuyển nhà cho Cận Hàng. Nhân tiện chuyển trường luôn. Cậu đã nghe nói chưa? Cận Hàng nhập viện rồi. Mình cũng đọc tin đó rồi. Trên Weibo nói Dương Trường đánh Cận Hàng tới mức phải nhập viện. Thật vậy sao? Bọn họ đăng Weibo làm rõ hiểu lầm rồi còn gì. Vậy sao? Thật hay giả vậy chứ Hạng Hạ? Chuyện Cận Hàng nhập viện rốt cuộc là thế nào thế? Đến thế tình hình giờ sao rồi? Có nghiêm trọng không? Phương Trường đánh cậu ấy nhập viện thật sao? Đúng đó. Có phải là vì cậu không? Dừng.
季寒住院的原因网上已经说了，只是因为意外受了点伤，他现在病情已经稳定了，暂时需要在医院休养，等他休养好了马上就来上学的。Trời ơi, cậu xem, mình nói thế nào? Nhập viện thật rồi, chắc chắn là thật rồi. Đúng đấy, nghiêm trọng đến thế sao? Tiểu Kim Cang, cậu hình sắp chuyển trường rồi. Cậu nói gì? Mình đi ra khỏi phòng giáo dục, đi ngang qua phòng hiệu trưởng thì gặp mẹ của cậu Hàng, cậu là chủ nhiệm giáo dục, gọi lên nói chuyện sao? Đúng thế, hôm nay mình trèo tường lại bị bắt được. Mà này, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là mình thấy mẹ cậu Hàng thái độ rất lạ. Nên là mở cửa nghe lén một lát, mới biết được bấy đến làm thủ tục chuyển trường cho cận hàng. Sao có thể như thế được chứ? Sở giao điểm của A xem bị chia cho E là E, liên kết nối BE. Nhờ E ta biết được BH, vuông góc giới mặt đáy ABC. Các đường thẳng BC tại E, nối BE. Nhờ E ta biết BH, vuông góc giới mặt đáy ABC. Xin hả? Rèn rèn tập trung nghe giảng bài. Thưa cô, ngồi xuống đi. Tiểu Kim Cang, cậu không sao chứ? Nghe nói cậu sắp chuyển trường. Là thật sao? Mẹ, điện thoại của con vừa kêu phải không? Không phải, là tin quảng cáo thôi. Anh Sa, cậu Hàng bây giờ vẫn ổn chứ? Hà Hà, đoán không hợp khẩu vị con sao? Không ạ. Thì không làm bài được sao? Trước đây thi cử lần nào chẳng không làm được bài, mà thấy có lần nào con bé âu sầu thế này không? Nói cũng đúng. Bố, mẹ, con hả tới vậy rồi, hai người còn giễu cợt con. Tôi có phải là con đẻ của hai người không? Được rồi, được rồi. Thế con nói thử xem, con thảm thế nào? Cận Hàng sắp chuyển sang trường khác rồi. Nhắc đến Cận Hàng, hôm nay mẹ thằng bé gọi điện cho tôi, nói là muốn trả nhà. Sao cơ? Cận Hàng sắp chuyển nhà. Đúng thế. Cũng đăng rồi còn gì, Cận Hàng không may bị thương phải nhập viện. Mẹ đoán là mẹ Cận Hàng muốn đổi một môi trường tốt hơn để thằng bé dưỡng bệnh. Đầu tiên là phải chuyển trường, giờ lại phải chuyển nhà.
Rốt cuộc có phải thế thật không? Alo, anh Sa. Xin lỗi nhé, bọn phóng viên khó đối phó quá. Anh vừa thấy tin nhắn WeChat của em. Không sao, em chỉ muốn hỏi một chút. Tình hình bây giờ sao rồi? Em yên tâm đi, tình hình cậu ấy giờ rất ổn. Chỉ là cần tĩnh dưỡng, không tiện thăm nom. À mà, em nghe nói cậu ấy sắp chuyển trường, cũng sắp chuyển nhà. Chuyện này có phải là thật không? Đúng là như thế. Sao cậu ấy phải chuyển trường và chuyển nhà vậy chứ? Có phải vì chuyện bệnh tim tái phát lần này không? Đây là quyết định của sếp hàng. Để tránh sau khi cận hàng biết sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình, nên chuyện này vẫn chưa nói với cậu ấy. Em cũng đừng nói nhé. Dân, em sẽ giữ bí mật. Hà Hà, hôm nay cậu có tới viện thăm anh nhà không? Tình hình anh nhà sao rồi? Mình đến rồi, nhưng không gặp được cậu ấy. Nhưng nghe nói tình hình ổn rồi. Ổn là tốt, mình lo chết đi được. À đúng rồi, hôm nay còn có một chuyện rất buồn nữa muốn chia sẻ với cậu. Không phải, là hai đứa chứ. Chuyện gì thế? Cậu chẳng phải chuyển trường, còn phải chuyển nhà nữa. Sao có thể như thế chứ? Vậy sau này cậu không phải là không gặp được anh nhà nữa sao? Sau này mình sẽ không gặp được cận hàng, cũng không có cận hàng dạy kèm cho mình nữa, còn không được cùng thấy trường, cùng tăng học cùng cậu ấy nữa. Con đó, nghỉ ngơi cho tốt. Mai mẹ lại tới thăm con. Đợi chút. Điện thoại của con đâu? Chuyện con nằm viện đã lên hot sheet rồi. Trên mạng kiểu gì cũng nói được. Mấy ngày này con cứ ở trong viện, bồi bổ cho tốt đi. Không cần phải lên mạng nữa. Điện thoại tạm thời mẹ giữ hộ con. Nghỉ ngơi cho tốt. Buổi trưa cũng được. Tiểu Kim Cang, hôm nay sao buồn rầu thế? Tối qua nhận được một tin buồn, cả đêm không ngủ được. Còn tin buồn gì có thể đã kích cậu hơn cái tin cận hàng chuyển trường thế? Cận hàng sắp chuyển nhà rồi. Ý cậu là cận hàng sẽ chuyển khỏi căn nhà tầng trên nhà cậu sao? Tuyệt vời. Ý mình là chuyện này đúng là còn kinh khủng hơn chuyện cận hàng chuyển trường. Sau này mình sẽ không gặp được cận hàng nữa. Nghiêm trọng tới thế sao? Cậu ta chuyển trường thôi mà, không phải là chuyển kiếp đâu. Hay là thế này, đang học mình cùng cậu tới bệnh viện khuyên nhủ cận hàng, bảo cậu ta đừng chuyển trường nữa, cũng đừng chuyển nhà nữa. Cửa phòng bệnh của cậu ấy có vệ sĩ, không vào được đâu. Sao cậu biết là không? Hôm qua cậu đến bệnh viện sao? Chẳng trách hôm nay buồn rầu thế. Cậu không muốn vào phòng bệnh sao? Mình giúp cậu. Cậu có cách hả? Cái khó ắt sẽ đó. Cái khôn. Chị.
Cận Hàn sao rồi? Không rõ nữa. Tôi đưa cậu ta vào bệnh viện rồi về luôn. Vậy sao cậu đi lâu thế? Thôi đừng nhắc nữa. Tôi hiện có bọn sinh ảnh theo đuôi nên phải dòng dèo những mấy dòng mới cắt được đuôi của họ. Mong là không bị chụp gì thôi. Alo. Sao? Được rồi, tôi biết rồi. Sao thế? Có chuyện rồi. Cậu tự xem Weibo đi. Xuân Trường bao năm cạnh tranh với Cận Hàn, Trung cũng tức nước dở bờ, đánh Cận Hàn tới mức phải nhập viện. Tôi gây thù chuốc oán với cậu ta từ khi nào thế? Rating của Xuân Trường không vượt được Cận Hàn, nên đã dùng bạo lực với Cận Hàn, bị ổi vô sĩ. Bệnh tình của tôi thấp hơn cậu ta sao? Mau kiểm soát bình luận, kiểm soát bình luận ngay. Giờ tôi liên hệ với bộ phận quản lý công chúng, làm rõ sự thật về Khương Trừng. Mà không đúng, phải tìm phía Cận Hàn xử lý chứ. Để tôi liên hệ với quản lý của cậu ta. Cậu ta cần nghỉ ngơi, đừng phiền cậu ta. Cũng không phải chuyện gì to tát, vài ngày nữa mọi người sẽ quên thôi. Hai người các cậu đều là ông hoàng rating, chuyện này đâu dễ dàng trôi qua như thế. Nhưng Cận Hàn còn đang trong viện, đúng là không dễ xử lý. Đăng Weibo rồi sao? Cậu ta đăng gì? Tôi xem nào. Không ai bị thương, không liên quan tới bất kỳ ai. Ngoài ra, cảm ơn người đã đưa tôi tới bệnh viện. Không cần khách sáo, người anh em. Thời đại này, học sinh cấp 3 đều kiêu ngạo thế sao? Sao cơ? Cận Hàn, đừng tranh thủ dựa hơi tôi, không thân.